Chào các bạn. Hôm nay nhà Helen làm bò nhúng giấm. Thì mình mua thịt bò loại nạc á các bạn, mình sắc mỏng mỏng ra. Sắc mỏng mỏng. Rồi mình có cá tai xe này các bạn. Đó mình cũng sắc mỏng mỏng ra. Thì cái đây là cái nước giấm. Nước giấm Helen đã giấm với bột ngọt với đường với củ hành nha, nó thơm. Thì nước chấm thì gia đình có mắm nêm nè các bạn, rồi kèm có rau sống, rồi có bánh tráng. Thì món này thì mình ăn như thế này, mình bỏ cá vô, rồi bỏ thịt bò. Mình để cho nó vừa chín tới. Ở đây rau xà lách này, rau thơm này. Đây là lá rau chua. Giờ mình sẽ cho cá vô. Món này ăn nhanh nhất đó các bạn. Thịt bò, mình để cho nó vừa chín tới thôi, mình cuốn. Món bò nhúng giấm này mình chấm với mắm nêm nha các bạn. Này nếu mà bạn nào muốn uống bia thì uống bia, mình uống nước trà đá cho mát. Đó. Thì món bò nhúng giấm thì nó chỉ như thế này thôi. Về mời các bạn xem nhiều món ăn khác nha. Mình nấu bún cá. Thì đây là cá thu các bạn. Mình cắt khúc ra rồi mình nấu với cà. Thì bây giờ mình sẽ nêm theo cái khẩu vị nhà mình nha. Là nêm muối. Nêm bột nêm. Bột nêm này ngon nè các bạn. Món canh cá thì mình cứ nêm cái bột nêm này, bột nêm seafood á, ngon. Miếng bột ngọt. Nấu bún cá mình nấu càng nhiều nhiều cũng ngon. Ăn bún cá thì mình nêm nó hơi mặn mặn chút xíu. Nó canh thì mình nêm nó vừa ăn, còn bún cá thì mình nêm nó mặn mặn chút xíu đó, khi mình bỏ bún vô thì nó không có bị lạc. Rồi bây giờ mình sẽ cho chả cá vô. Thì mình cá cái nồi súp. Giờ mình cho miếng hành, đầu hành vô cho thơm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình múc bún vô tô mình ăn. Món bún cá Helen đã nấu xong rồi nè các bạn.
Thì ăn bún cá Nha Trang thì mình cần có bắp chuối nè, bắp chuối là phải có, với rau thơm này, xà lách, ớt. Ừ, rất là ngon các bạn ơi. Bún cá Nha Trang thì ăn nước ít ít chứ không phải là nước nhiều. Món đặc sản của quê mình đó các bạn ơi. Kèm đá hay lên cá sồi. Sồi chín ăn tráng miệng. Ngon quá. Hôm nay nhà mình ăn cơm chả cá, chả cá chiên. Này mình mua cá về xong rồi mình làm chả các bạn. Nó cũng không có được dai lắm nhưng mà nó cũng ngon. Đây là cá sa manh. Mình mua cá sa manh này về mình ướp một chút xíu muối với chút xíu bột ngọt. Chiên nó ngon như là cá thu vậy các bạn ơi. Mua một miếng cá về 8 đồng rưỡi này, ngon lắm. Mình thì thích ăn cái bụng hơn, cái bụng chiên nó giòn nó béo ngon. Ăn kèm thì có canh này, canh sườn heo nấu với bông cải trắng. Xà lách chưa leo. Đơn giản chỉ có như thế này thôi các bạn. Mình thích nhất là cái món cá hồi chiên này, ngon. Bạn nào chưa ăn cơm thì ăn cơm chung với Helen nha.